Huy Phúc Ô Tô. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Ngày hôm nay bên em sẽ tiếp tục review và chào bán tới quý anh chị tất cả những mẫu xe bên em đang bày bán tại cửa hàng. Và hiện tại thì cửa hàng của em đã chuyển ra ngoài đường 52m rồi mọi người nhé, và nằm đối diện với lại Bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương. Đấy. Nằm đối diện với Bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương mọi người nhé. Và mọi người tạm thời thì địa chỉ bên em chưa đặt được biển, thì mọi người khi đến xem xe của bên em thì có thể gõ trên Google Map là Bệnh viện Nhi thành phố Hải Dương, thì mọi người sẽ đến được cái bãi mới của bên em nhé. Và bây giờ em sẽ không để mất thời gian của mọi người nữa, thì em sẽ review và báo giá từng xe một cho mọi người. Đấy. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu cái dàn xe 5 chỗ Hyundai i10 để cho mọi người biết luôn. i10 thì hiện tại nhà em còn 5 chiếc và có đời khá là cao, từ 24 trở lên mọi người nhé. Và chiếc đầu tiên xin được giới thiệu và báo giá với quý anh chị là chiếc xe Hyundai i10 sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2014, phiên bản số tự động. Chiếc i10 này là bản số tự động và là bản 1.0 quý anh chị nhé. Chiếc xe này biển số Hà Nội và bên em đang chào bán mẫu i10 này với mức giá là 305 triệu đồng. 305 triệu cho chiếc xe Hyundai i10 sản xuất năm 2014, phiên bản số tự động, biển số Hà Nội. Đấy. Chiếc xe có nước sơn là màu bạc quý anh chị nhé. Màu bạc, na răng đúc, phanh ABS, gương kính chỉnh điện, cục điện. Đấy. Phần phía ngoài thì sơn xi rất là sạch đẹp. Bản số tự động 1.0. Và i10 số tự động thì bên em còn một chiếc bản 1.2 nữa. Thì một chút nữa em sẽ quay cho mọi người nhé. Đấy. Chiếc xe biển số Hà Nội. Về 5 chiếc i10 này thì mọi người mua xe thì bên em cam kết và bảo hành cho mọi người luôn nhé. Xe đời 2014-15 thì bên em bảo hành cho mỗi một chiếc xe, bên em bảo hành cho quý vị anh chị là về máy móc thì bên em bảo hành 3 tháng mọi người nhé. Rồi chiếc thứ hai là cũng là một chiếc xe Hyundai i10 bản số sàn. Chiếc xe này thể sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2015. Đấy. Hyundai i10 2015 bản bay. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là xin lỗi mọi người ạ. Chiếc xe này với giá là 215 triệu đồng thôi. 215 triệu cho mẫu xe Hyundai i10 số sàn, sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2015. Hyundai i10 số sàn thì bên em còn một chiếc nữa, đời khá là cao. Đấy, chiếc xe Hyundai i10 biển 36A28778. Đấy, chiếc xe này là sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2017, phiên bản số sàn. Xe sở hữu khối động cơ là 1.0. Và bên em đang chào bán chiếc xe Hyundai i10 biển số 36 này với mức giá là 280 triệu đồng. 280 triệu cho chiếc xe Hyundai i10 sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2017, phiên bản số sàn, bản bay. Chiếc xe còn rất đẹp luôn mọi người nhé. 2017. Hiện tại thì chiếc xe này mới được sử dụng và lăn bánh 4 năm. Tất cả những chiếc xe này thì bên em đều có video chi tiết rồi mọi người nhé. Những video tổng thể thì bên em chỉ báo giá thôi và quay sơ qua bên ngoài thông tin chi tiết. Còn lại thì video chi tiết những chiếc xe này thì các bác hãy alo trực tiếp với bên em theo số điện thoại hotline là 0947 535 262, kết bạn Zalo hoặc là Facebook để bên em sẽ gửi cái đường link chi tiết từng xe một để mọi người xem ạ. Chiếc xe thứ tư thuộc dòng Hyundai i10 là chiếc xe sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2014, bản bay số sàn. Chiếc xe này là số sàn mọi người nhé. Bản bay 1.0 biển số Hà Nội. Với mẫu xe 2014 bản bay này thì bên em đang chào bán với mức giá là 205 triệu. 205 triệu cho chiếc xe Hyundai i10 sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2004. Xin lỗi mọi người, 2014. Số sàn. Và chiếc xe này mới mức giá là 205 triệu đồng thôi. 205 triệu. Xe sơn xi sạch sẽ, hộp số sàn. Và một chiếc xe Hyundai i10 đời 2014
Bản này là bản 1.25 quý anh chị nhé. 1.25 số tự động, biển số Hà Nội, Hyundai i10, bản 1.25 số tự động, sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2014. Xe thì trang bị na răng đúc, phanh ABS, gương kính chỉnh điện, xi nhan tích hợp trên gương. Một mẫu xe rất là tiết kiệm nhiên liệu, nhỏ nhắn, số tự động, đi rất là nhàn. Sơn xi nội thất sạch sẽ. 2014. Và mẫu xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 325 triệu mọi người nhé. 325 triệu. Bản 1.25, bản cao cấp. Xe trang bị hai túi khí, vô lăng tích hợp phím bấm. Chiếc xe này độ nguyên bản cực cao luôn mọi người nhé. Đầu CD nguyên bản này. Cam lùi trên gương này. Cam lùi trên gương chiếu hậu. Rất là nguyên bản luôn. Và chiếc xe này bên em chào bán với mức giá là 325 triệu đồng cho mẫu xe Hyundai i10. Bây giờ chuyển sang một dòng xe khác thuộc hãng Kia nha mọi người nhé. Kia Morning. Kia Morning hiện tại thì nhà em có thế nào? 4 chiếc Kia Morning có giá từ 140 triệu cho đến 300 triệu mọi người nhé. Đấy, chiếc màn hình của quý vị là chiếc xe Kia Morning Van. Mẫu xe này thì sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2013. Đây là Kia Morning Van quý anh chị nhé. Kia Morning Van màu trắng. Chiếc xe này thì được đăng ký có 2 chỗ ngồi thôi. Và là dòng bán tải quý anh chị nhé. Đấy, dòng bán tải Kia Morning Van, sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2013. Thì mẫu xe này bên em đang chào bán với mức giá là 235 triệu đồng. Đấy, 235 triệu đồng cho mẫu xe Kia Morning Van, sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2013, phiên bản số tự động mọi người nhé. Đấy, chiếc xe này chiếc xe số tự động luôn. Xe số tự động. Đây, em sẽ quay sơ qua về phần nội thất cho mọi người xem luôn nhé. Nội thất thì rất là sạch sẽ này. Xe thì gần như mới luôn. Đi rất là giữ gìn mọi người nhé. Kia Morning Van, sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2013, với mức giá rất là hợp lý, 235 triệu đồng. Rất là rẻ luôn. Biển số 34, biển 34D01062. Cũng khá đẹp mọi người nhé. Kia Morning Van này, màu trắng, biển số 34. Và một chiếc Kia Morning nữa. Chiếc xe này thì bản 5 chỗ mọi người nhé. Bản này là bản full luôn, bản đầy đủ. Kia Morning, bản nhập khẩu 2011. Bản này bản đầy đủ, có cửa sổ trời, xi nhan tiệp trên gương, na răng hoa mai. Đấy, một mẫu xe rất là đẹp luôn ạ. Màu trắng, biển số Hà Nội. Rất là tiết kiệm nhiên liệu mọi người nhé. Dòng Kia Morning thì với mức tiêu thụ nhiên liệu rất là lý tưởng, chỉ tầm khoảng từ 6 đến 7 lít trên 100 km hỗn hợp thôi. Chiếc xe này mà chạy trong thành phố thì chỉ cũng chỉ tầm khoảng 7 lít thôi mọi người nhé. Còn chạy ngoài đường trường thì với cái mức đo nhiên liệu của nhà sản xuất thì đường trường thì chiếc xe này mới tầm khoảng là 5 lít thôi. Nhưng về tổng thể chạy hỗn hợp thì chiếc xe này có tiêu thụ nhiên liệu tầm khoảng 6 đến 7 lít mọi người nhé. Đấy, chiếc xe Kia Morning sản xuất năm 2011. Và mẫu xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 295 triệu đồng. 295 triệu cho mẫu Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc 2011. Bản này bản cửa sổ trời mọi người nhé. Đây, bản cửa sổ trời này. Bản cửa sổ trời thì có giá cao hơn những cái bản khác một chút. Bản thấp hơn thì bên em có Kia Morning 2010, cũng là bản nhập khẩu mọi người nhé. Đây, Kia Morning bản 5 chỗ 1.0, biển 34,
Và chiếc xe này thì sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc mọi người nhé. Đấy. Với mẫu xe này thì rẻ hơn cái chiếc xe bản full kia tầm khoảng 50 triệu mọi người nhé. Đấy. Chiếc xe Kia Morning 2010 này thì bên em chào bán với mức giá là chỉ có 235 triệu đồng thôi. Đấy. Hơn nhau ở cái bản full và bản đầy đủ thì sẽ cao hơn khoảng 50 triệu đồng mọi người nhé. Đấy. Chiếc xe Kia Morning 2010 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc này. Màu này là màu xám lông chuột mọi người nhé. Đảm bảo với quý vị luôn là chiếc Kia Morning 2010 này thì bên em sẽ cam kết cho mọi người là xe không đâm va tai nạn nhé, xe không bị ngập nước và máy móc zin luôn, máy móc zin. Chiếc xe này thì bên em lại để chìa khóa bên trong nhà rồi. Kia Morning Van sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2010, xe hộp số tự động. Bản này là bản Sport mọi người nhé. Kia Morning Van, Kia Morning 5 chỗ bản Sport SLX, nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động. Và bên em đang chào bán mẫu xe này với mức giá là 235 triệu đồng. Quý anh chị nào mà quan tâm đến mẫu xe này thì vui lòng liên hệ số điện thoại hotline 0947 535 262. Và bên em sẽ quay tiếp tục cho quý vị anh chị một vài các mẫu xe tiếp theo nữa nhé. Đây, đây là chiếc xe cũng thuộc Kia và là chiếc Kia Rio, Kia Rio bản hatchback. Bản này rất là đẹp luôn mọi người nhé, cũng là bản full luôn, hatchback. Xe trang bị 5 chỗ với động cơ là 1.5, sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2015, phiên bản số tự động. Một chiếc xe chạy lướt rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì em cũng đã có video trên YouTube rồi nhá, video chi tiết rồi. Và em chỉ báo giá và sơ qua chiếc xe này một chút thôi. Với mẫu xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 415 triệu đồng. Đây cũng là một chiếc xe hạng sang này. Mẫu xe Mercedes C240. Mercedes C240 thì bên chiếc xe này sản xuất năm 2004, phiên bản số tự động. Thì chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá là 225 triệu đồng thôi. Một mẫu xe rất rẻ luôn mọi người nhé, và cực kỳ sang trọng luôn. Đây là một chiếc xe hạng sang Mercedes C240 với mức giá là 225 triệu đồng, sản xuất năm 2004 mọi người nhé. Đấy, quý anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0947 535 262 ạ. Em sẽ gửi cái video và đường link chi tiết về chiếc xe Mercedes C240 này cho mọi người nhé. Bây giờ thì chuyển sang một dòng xe khác, đó là dòng xe 7 chỗ. Đấy. Dòng xe 7 chỗ thì Innova thì em có 2 chiếc này, 2 chiếc Innova 7 chỗ này. Captiva thì em có 2 chiếc, Captiva thì là dòng 5+2, em có 2 chiếc kìa. Đấy. Ford Everest số tự động 2008 em có 1 chiếc. Rồi, Santa Fe 7 chỗ em có 1 chiếc nhé. Và bây giờ em sẽ đi từng mẫu xe một nhé. Mẫu xe Innova đầu tiên thì là mẫu xe sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2007, phiên bản số sàn, máy 2.0. Cả hai chiếc Innova nhà em thì đều là Innova phiên bản G. Bên em không làm cái phiên bản G nhé, bản taxi bên em không làm. Bên em không bán bản taxi nhé mọi người nhé. Đấy. Bản Innova G 2007 này thì bên em đang chào bán với mức giá là 255 triệu đồng. 255 triệu cho mẫu xe Innova sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2007. Đó. Còn một chiếc xe Innova tiếp theo là chiếc xe phiên bản 2009. Đây là bản Innova 2009 mọi người nhé. Cũng bản Innova G. Và mẫu xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 285 triệu đồng. 285 triệu cho chiếc xe Innova 2009 phiên bản số sàn, máy 2.0. Tất cả các mẫu xe bên em
đều có video chi tiết rồi mọi người nhé. Em chỉ báo giá thôi. Rồi về Captiva. Captiva thì bên em có 2 chiếc này. Đấy. 2 chiếc Captiva. Chiếc Captiva biển 34 này là chiếc xe sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2007. Bản số sàn. Captiva số sàn. Bên em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 215 triệu. Xe lên màn hình Android rồi này. Hộp số sàn. Xe thuộc dạng xe 5+2, 7 chỗ 5+2 mọi người nhé. Hai hàng ghế phía sau thì có thể là gập xuống để chở đồ được. Chiếc xe cũng là dòng Captiva nhưng mà là số tự động. Đấy. Captiva số tự động 2007 mọi người nhé. Đây, quay từ cái góc độ này cho mọi người nhìn này. Ở trong đây nó hơi chật chút em sẽ. Đây, đây cái góc nhìn nó đẹp hơn một chút này. Captiva 2007 phiên bản số tự động. Thì mẫu xe này bên em chào bán với mức giá là 255 triệu đồng mọi người nhé. 255 triệu đồng cho mẫu xe Captiva sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2007 số tự động SUV 5+2. Và đây là một mẫu xe rất là đặc biệt luôn mọi người này. Chiếc xe Hyundai XG300. Đấy. Mọi người nhìn thì biết đây là một chiếc xe hạng sang. Và mẫu xe này thì được nhập về để phục vụ cho chính phủ Việt Nam đón rước khách quốc tế như là APEC hoặc là SEA Games. Thì đây là dòng xe mà nhập về để phục vụ cho xe công mọi người nhé. Phục vụ đón đưa đón khách. Chiếc xe này thì sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2004. Phiên bản số tự động. Một dòng xe sang. Đấy, rất là đẳng cấp luôn. Chiếc xe này có sửa cửa sổ trời này. Na răng đúc, phanh ABS. Và miên man đồ luôn mọi người nhé. Xe hạng sang. Đấy. Thuộc hãng Hyundai của Hàn Quốc mọi người nhé. Chiếc xe rất là lành luôn. Sang trọng nhưng mà rất là lành. Và chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá là 198 triệu đồng mọi người nhé. 198 triệu cho chiếc xe Hyundai XG300 này. Mọi người chưa biết cái dòng này thì mọi người hãy nên Google search nhé. Thì chiếc dòng này, xe này rất là lành luôn. Rồi em sẽ giới thiệu thêm cho mọi người thêm hai chiếc xe 7 chỗ nữa. Thì chiếc đầu tiên là chiếc Santa Fe, Hyundai Santa Fe phiên bản máy xăng số sàn. Một dòng xe rất là sang trọng hãng Hyundai nhé. Máy xăng số sàn. Và chiếc xe này cũng là 5 chỗ SUV. Rất là sang trọng luôn mọi người nhé. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 315 triệu. Một chiếc 7 chỗ rất là tiết kiệm nhiên liệu này. Chiếc xe Ford Everest số tự động máy dầu. Số tự động máy dầu Ford Everest sản xuất và đăng ký lần đầu năm 2008. Tư nhân một chủ từ đầu luôn mọi người nhé. Biển số Hà Nội. Đấy. Một chiếc xe tư nhân biển số Hà Nội máy dầu. Rất là tiết kiệm. Với chiếc xe này thì mới mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 7 lít dầu trên 100 km hỗn hợp. Thì chiếc xe này rất là kinh tế luôn. Mọi người có thể đi mua chiếc xe này để sử dụng đi gia đình hoặc là chạy dịch vụ, chiếc xe này cũng rất là ok luôn nhé. Và số tự động rất là nhàn. Với cái dòng Ford Everest máy dầu này thì bên em đang chào bán với mức giá là 325 triệu đồng. Đấy. 325 triệu. Thì bác nào quan tâm đến mẫu xe nào của bên em thì hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp bên em nhé. Và bác nào quan tâm thì hãy alo cho bên em theo số điện thoại là 0947 535 262 thì bên em sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc cũng như là gửi hình, gửi ảnh, gửi video chi tiết, gửi đường link từng chiếc xe một cho quý vị ạ. Và video clip này em xin phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các clip lần sau ạ.